tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ, Thạch Hạo đã chiến đấu với tên hung thú đầu trâu, cướp đi bảo vật hộ thân của nó, khiến cơ thể nó bị ăn mòn. Nó phẫn nộ mở ra sức mạnh phong ấn, há miệng phun ra luồng năng lượng khủng khiếp, giải thoát phong ấn của bản thân, thực lực tăng vọt. Vậy nhưng cái giá phải trả là phá hủy đạo cơ, tương lai sẽ không thể đột phá. Bây giờ hắn muốn cùng chết với Thạch Hạo, ít nhất thì số Hoàng Tuyển sẽ không đơn độc. Thạch Hạo biết không có thần trúc bảo vệ thì hắn ta không thể kiên trì được quá lâu. Cậu chủ động lao lên đánh phủ đầu, tăng cho hắn một đấm cực mạnh thẳng vào mặt, làm cho hung thú choáng váng. Sau đó cậu tiếp tục tung ra bảo thuật mới lĩnh ngộ được, bảo thuật phát ra lôi điện giật cho tên kia ngu người. Hắn hoảng sợ bỏ chạy tìm đường sống, Thạch Hạo đâu dễ dàng tha như vậy. Cậu tạo ra nhiều cột lốc xoáy lôi điện bao vây hắn ta lại, buộc hắn ta phải tạo ra một cái kết giới xung quanh để bảo vệ, nhưng kết giới nhanh chóng bị đánh tan và bị giết chết. Trong lúc này, Thạch Trung Thiên vẫn đang bị đám người Bất Lão Sơn truy sát. Một tên trong số đó đi lẻ nên bị ông âm thầm giết chết. Đám người Bất Lão Sơn nhanh chóng phát hiện người của mình đã bị giết. Như vậy cũng có nghĩa rằng Thạch Trung Thiên đang ở ngay gần đây. Bà lão thủ lĩnh yêu cầu phong tỏa khu vực, tuyệt đối không được để cho ông ta chạy mất. Cả đám nghe lệnh lập tức cùng nhau vận dụng trận pháp tạo ra một kết giới bao bọc toàn bộ khu vực, nhốt luôn Thạch Trung Thiên ở bên trong. Thạch Hạo tiếp tục lên đường, càng vào sâu bên trong thì lực lượng sấm sét càng mạnh. Trên đỉnh núi trước mặt còn tập trung cả một tầng mây lôi điện. Đa thần Thạch tỏ ra chán nản, cứ tiếp tục như thế này thì hắn cũng không chịu nổi nữa rồi. Thế mà Thạch Trung Thiên lại có thể trốn vào sâu như thế được. Bởi vì bị truy sát nên ông bắt buộc phải tiến vào nơi tuyệt địa. Đa thần Thạch nhận ra ngọn núi nhỏ đó chính là mộ tiên trong truyền thuyết. Nó là nơi đầu nguồn ăn mòn pháp lực. Đa thần Thạch phải chui vào túi càn khôn để lẩn tránh. Tiếp tục đi lên phía trước, càng tiến lại gần thì áp lực càng nhiều. Thạch Hạo phải cố gắng bước đi từng bước, cảm giác bất lực hiện lên trên mặt. Dốc hết toàn lực vẫn không đến được tiền phần, cầu không mình chống lại áp lực. Nhưng vừa mới bạo phát lực lượng thì một tia sấm sét đã lao tới đánh thẳng vào người khiến Thạch Hạo bị đẩy lui về sau. Như vậy là tu vi càng cao thì pháp lực bị ăn mòn càng nhiều. Đúng kiểu gặp mạnh thì càng mạnh hơn, gặp yếu thì lại yếu hơn. Thế là Thạch Hạo thu hồi lại pháp lực rồi tiếp tục tiến lên. Dù đỡ hơn rất nhiều so với lúc trước, nhưng muốn đi tới tiền phần vẫn là thử thách rất lớn. Coi như đây là một trận lịch luyện, sự vững tâm cảnh thông suốt thì có thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau khi đã tiến lại đủ gần, cậu lập tức lấy ra trung đồng để dò xét. Phát hiện ra luồng khí tức mạnh mẽ của cường giả bất hủ, chỉ không biết người để lại là tiên hay là ma tôn mà thôi. Thạch Hạo tiến lại gần một gốc kề quan sát, con tầm mà cậu trước đây đã lấy được đột nhiên lao ra ngoài, soi cho một con bướm hoảng sợ. Thế là con bướm vô tình đụng chạm lung tung, gây nên một trận sấm sét. Thạch Hạo buộc phải lấy ra thần trúc chống đỡ, con tầm há miệng nói gì đó khiến đàn bướm bỏ chạy, tạo ra một trận hỗn loạn. Đàn bướm lao lên trời, vô tình mở ra một con đường đi lên trên. Dự đoán là đằng sau con đường đó có manh mối của tổ phụ, nhưng hắn lại không có thần thông giống như đàn bướm đó, làm sao đi qua được. Tuy nhiên, con tầm lại chắc chắn là có thể đi qua, thế là cậu đành liều mạng lao lên, cả hai cùng nhau xuyên qua đường hầm. Nhờ có sự bảo vệ của thần trúc và đà thần Thạch mở đường, thì Thạch Hạo cuối cùng xông qua được đường hầm. Đi tới một vùng đất âm u, dưới mặt đất lại có rất nhiều linh thảo. Thế là cậu lập tức lấy ra cái lò luyện đan, thu toàn bộ linh thảo vào bên trong. Thạch Hạo tham dò vào trong một hang động, dọc đường đi thu được rất nhiều bảo vật. Vừa có thu hoạch lớn, lại lĩnh ngộ ra sinh cơ trong uy lực sát phạt của lôi đình, khiến cho hiệu quả ăn mòn đã không còn ảnh hưởng nhiều tới cậu nữa. Đột nhiên một đàn bướm lao ra ngoài, con tầm lại chủ động đi lên phía trước. Hóa ra những con bướm này đang tỏ ra thần phục với con tầm tí hon này. Bọn chúng bay lượn qua tạo ra hình ảnh. Trong hình ảnh là cảnh tượng Thạch Trung Thiên đang bị cường giả của Bất Lão Sơn truy sát. Thực lực của ông tuy nhỉnh hơn đôi chút, nhưng phe địch lại đông người. Dưới sự vây công, ông ta lập tức bị dồn vào thế nguy hiểm. Thạch Hạo nhìn thấy điều này liền vô cùng sốt ruột. Cậu yêu cầu con bướm chỉ đường cho mình đến đó. Lúc này, Thạch Trung Thiên vẫn đang giáo giết bỏ chạy, thân thể ông đã bị thương. Ông vẫn chưa biết kẻ tập kích mình là thế lực phương nào và lý do vì sao nên đã lên tiếng hỏi cho rõ ràng. Bà lão cầm đầu bọn chúng giải thích. Bởi vì ông có một đứa cháu mang hai khối tiền cốt, tương lai nhất định sẽ uy chấn 3.000 châu. Có người không muốn Tần Hạo và Thạch Trung Thiên nhận nhau, tránh cho Tần Hạo bị ông ảnh hưởng quá sâu, cho nên mới ra tay diệt trừ mối nguy hiểm này. Thạch Hạo dưới sự chỉ đường đã nhanh chóng đến nơi và nghe được cuộc nói chuyện. Cậu nhận ra bọn chúng là người của Tần tộc. Tới bây giờ cậu mới nhận ra thông báo cứu viện treo trước thần bia là để qua mắt Tần Hạo. Mọi chuyện đều là giả. Thạch Trung Thiên vô cùng thất vọng. Ông biết mình đã rơi vào khốn cảnh, không còn cơ hội gặp lại hai đứa cháu nữa rồi. Bà lão là cường giả thần hòa cảnh.
Thạch Hạo không thể tùy tiện ra tay được, cần phải dùng một kích tất sát. Sau khi giải thích xong thì bà ta cũng bạo phát lực lượng chuẩn bị thanh toán mối họa. Thạch Trung Thiên cũng không đứng yên chịu chết, ông phẫn nộ phát lực lượng khiêu khích. Lời này làm cho bà ta thêm phẫn nộ. Vốn dĩ bà còn muốn để lại cho ông được chết toàn thây, nhưng bây giờ thì đổi ý rồi, phải chém ông thành muôn mảnh cho hả giận. Cùng lúc này, Thạch Hạo cũng bạo phát lực lượng rồi lấy đà lao lên, cánh tay rút ra bảo cụ đâm một nhát cực mạnh vào kết giới. Đang lúc căng thẳng thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.